Kính thưa quý vị khán giả, đau thần kinh tọa là một căn bệnh nguy hiểm và có những biến chứng khó lường. Vậy làm như thế nào để chúng ta có thể phát hiện sớm căn bệnh này? Mời quý vị cùng nhau gặp gỡ bác sĩ của chương trình để được tư vấn rõ hơn quý vị nha. Xin chào bác sĩ. Dạ thưa bác sĩ, đối với căn bệnh này thì chúng ta có những dấu hiệu nào để nhận biết sớm căn bệnh ạ? Triệu chứng chính mà các bệnh nhân thường đến khi vào viện đó là bệnh nhân cảm giác đau nhiều ở vùng cột sống thắt lưng, lan xuống mặt sau của mông, mặt ngoài đùi, mặt trước ngoài cẳng chân, thậm chí là lây đến các mu chân và các đầu ngón chân, lòng bàn chân. Có những bệnh nhân bị đau thần kinh tọa nhẹ thì có thể là chỉ có tê, ngứa, nhưng cũng có những trường hợp bệnh nhân đau nhức nhiều, gây yếu chân, đi lại khó khăn, thậm chí là rối loạn đại tiểu tiện. Dạ thưa bác sĩ, đối với bệnh nhân bị đau thần kinh tọa thì họ có nên vận động hay không? Đối với những trường hợp bệnh nhân mà đau thần kinh tọa nhẹ, không cần phải phẫu thuật, bệnh nhân nên vận động, nhưng mà vận động ở đây là phải vận động phù hợp, hạn chế mang vác nặng. Bơi lội là một phương pháp rất là tốt. Một tuần bệnh nhân có thể bơi 3-4 lần, mỗi lần 30 đến 60 phút. Hoặc là đối với những bệnh nhân nam thì có thể tập hít xà đơn. Dạ thưa bác sĩ, vậy trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta có thể làm gì để hạn chế bị căn bệnh này ạ? Sinh hoạt điều độ, tránh béo phì. Thứ hai là tập thể dục thường xuyên, nó giúp cải thiện khả năng vận động của cuộc sống. Tránh mang vác vật nặng và làm việc sai tư thế, đặc biệt là khi vừa xoay người mà vừa mang vác vật nặng, nó làm tổn thương các khớp của cuộc sống. Không nên ngồi lâu, nếu mà ngồi thì cũng nên sử dụng những cái ghế nào nó có hỗ trợ việc xoay người. Chúng ta có thể kê gối, kê mềm ở phần lưng dưới này để giúp giữ cuộc sống, giữ được cái độ cong sinh lý của nó. Chúng ta không được cúi người mà mang vác vật nặng, thay vì đó thì chúng ta có thể là giữ thẳng lưng, ngồi xuống và sử dụng lực của hai chân để mang vác vật nặng. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, hẹn gặp lại trong số phát sóng ngày mai cũng trên kênh VTV9.